Xưởng Đồ Gỗ hôm nay giới thiệu với các bác tác phẩm gì Lạc Ngũ Tiểu, chất liệu gỗ nu hương các bác nhé. Mức này có kích thước cao 47, ngang 46 và sâu 27. Hàng đục rất kỹ và sắc nét các bác nha. Chất liệu gỗ nu chun hương. Mức này đục ra tác phẩm rồi, vẫn còn nặng 12,5 kg các bác nhé. Giá bán của tác phẩm này là 9.500.000 các bác nha. Hàng đục rất đẹp và sắc nét. Những cái canh bong đục rất là kỹ các bác nha, liền khối 100%. Nu các bác có thể nhìn thấy ở dưới bao tiền gì lạc đứng ở các tiểu đồng thì có chun sụn và nu rất là nhiều các bác nhé. Ngoài ra thì nu hương kín bụng gì lạc luôn ạ. Một tác phẩm không thể bỏ lỡ các bác nhé. Di lặc vác theo cành đào, nở nụ cười rất là hoan hỉ. Tác phẩm để trên bàn hoặc để trên một cái đôn thì rất đẹp khỏi chê các bác nhé. Chất liệu gỗ nu hương, di lặc chiều tài chiều lộc, đem lại may mắn hạnh phúc và mạnh khỏe cho gia chủ các bác nha. Ngoài ra thì năm tiểu đồng xung quanh giúp cho ý nghĩa phong thủy của tác phẩm này rất là hoàn hảo các bác nhé. Nu kín bụng rất là đẹp các bác ạ. Bức này có kích thước cao 47, ngang 46 và sâu 27. Đục ra tác phẩm rồi, nặng 12,5 kg và liền khối 100%. Có giá bán bên em là 9.500.000. Bác nào ưng tác phẩm này có thể qua trực tiếp cửa hàng ở 137 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội để tham quan gian hàng đồ gỗ bên em nha. Hoặc các bác có thể nhắn tin Zalo, gọi điện trực tiếp vào số điện thoại đang hiển thị trên màn hình 0868688137 để được tư vấn cụ thể hơn. Một tác phẩm em nghĩ là không thể thiếu ở trong mỗi gia đình các bác nha, vì nó rất là lành tính và nó đem lại rất là nhiều may mắn, hạnh phúc và tiền tài cho gia chủ, nên mình không thể bỏ qua được những cái tác phẩm đẹp như thế này đâu ạ. Chất liệu gỗ lại còn quý hiếm các bác nha. Nu hương và chua sụn có rất là nhiều xung quanh tác phẩm. Hàng đục rất kỹ và sắc nét các bác nhé. Để bàn thì khỏi chê. Bác nào ưng tác phẩm này thì gọi điện luôn cho em nha. Sau đây là một vài hình ảnh em đã chụp về tác phẩm, mời các bác xem qua. Cảm ơn các bác rất nhiều ạ.